Ok, chào mừng các bạn đã đến với video ngày hôm nay. Mình là Tùng và trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm video chạy tự động trong PowerPoint. Đầu tiên, ở màn hình làm việc chính ta sẽ đưa một video bằng cách lựa chọn vào thẻ Insert. Sau đó các bạn lựa chọn phần Video. Ta click chọn Video on my PC. Lựa chọn video bạn muốn đưa vào, sau đó ấn nút Insert. Các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh kích cỡ khung hình của video bằng cách nhấn giữ và kéo thả các chấm tròn ở bốn góc như thế này. Sẽ giúp cho video của các bạn giữ nguyên cái tỷ lệ ban đầu. Trong quá trình thuyết trình, khi bạn muốn chạy video thì sẽ phải đưa chuột vào nút biểu tượng Play thì mới chạy được video. Một vài trường hợp chúng ta đứng xa máy tính, khi đó sẽ phải di chuyển rồi tìm cái nút này, khá là bất tiện. Để có thể làm video chạy tự động, ta sẽ lựa chọn video. Lúc này phía trên sẽ xuất hiện thêm một thẻ Playback. Các bạn click chọn quan sát ở phần chữ On Click, nghĩa là video của chúng ta đang ở chế độ phải ấn nút Play thì mới chạy được. Ta sẽ chuyển sang chọn Automatically. Khi đó chỉ cần chuyển sang trang slide có chứa video này thì lập tức video của bạn sẽ được chạy tự động. Nếu bạn muốn video này chạy liên tục, tự động phát lại, ta chọn Loop Until Stop thì khi đó video sẽ lặp đi lặp lại đến khi bạn chuyển sang slide mới. Như thế này. Hy vọng vừa rồi những hướng dẫn của mình sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy ủng hộ mình bằng cách ấn nút đăng ký kênh, like và share video này tới rộng rãi nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.